Rồi chúng ta vào bài học hôm nay. Hôm nay là mình sẽ nói trực tiếp về ánh sáng. Các bạn có thể biết là những nhiếp ảnh gia ấy, người ta đã từng nói những câu này: nếu mà có ánh sáng đẹp, người ta sẵn sàng chụp một cái dãy phơi quần áo thì cái bức ảnh đấy người ta ưng ý hơn là chụp ở một địa điểm nổi tiếng, ở một ngôi đền tuyệt vời nhưng mà ánh sáng của ngôi đền đấy thì nó xấu. Thì ánh sáng đẹp và ánh sáng xấu như nào? Chắc là mới đầu nghe thì sẽ cảm giác đấy là những khái niệm rất là trừu tượng. Thế nhưng ở trong bài hôm nay, khi mà các bạn học xong thì các bạn hãy phân tích nó theo bốn cái yếu tố chính mà mình sẽ nói lần lượt ở trong bài học ngày hôm nay. Cái yếu tố đầu tiên khi chúng ta nhắc đến ánh sáng, đó là chúng ta sẽ phân tích là nguồn sáng. Như các bạn có thể thấy luôn cái hình ảnh của mình khi xuất hiện trước ống kính. Yếu tố đầu tiên khi chúng ta nói đến và phân tích trong ánh sáng, đó chính là nguồn sáng. Như các bạn có thể thấy là mình đang xuất hiện trước khuôn hình ở đây, thì các bạn có thể thấy là mình sẽ có hai nguồn sáng chính chiếu vào. Mình cùng di chuyển này. Đấy. Thì mình đang đứng cạnh ô cửa sổ. Ánh sáng ở ngoài đây khi chiếu vào mình thì đó chính là ánh sáng từ mặt trời, và chúng ta gọi đó là ánh sáng tự nhiên. Nguồn sáng nè. Nguồn sáng thứ nhất là nguồn sáng là ánh sáng tự nhiên. Và đây chính là mặt trời. Mặt trời chói lóa con tim. Mình đã đứng bên này này. Và các bạn có thể thấy là nửa mặt ở bên trái của mình rất là sáng. Đó là do ánh sáng của mặt trời chiếu vào. Thì nguồn sáng của mặt trời, đương nhiên rồi, ban ngày thì đó chính là nguồn sáng chính của chúng ta. Và nhất là trong nhiếp ảnh phong cảnh thì ánh sáng của mặt trời rất là quan trọng. Đó. Và nguồn sáng của mặt trời thì nó sẽ có phân theo cái thời gian ở trong ngày, thì nó có các hướng sáng khác nhau, có màu sắc khác nhau, và nó ảnh hưởng đến cường độ khác nhau. Tiếp theo, khi mình đứng ở đây, các bạn có thể nhìn thêm thấy, đó chính là mình có bật thêm một cái đèn ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên đây, mình có thể bật thêm một cái đèn ở đây để nó giúp cho ánh sáng nó hài hòa khuôn mặt hơn. Đây là gọi là ánh sáng nhân tạo. Ánh sáng nhân tạo là chúng ta do con người làm thì nó sẽ có rất nhiều loại ánh sáng nhân tạo, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ thường gặp ở trong quay phim, đó là những cái đèn quay, những cái đèn chiếu trong hộ gia đình theo ý đồ setup của chính chúng ta. Và có rất là nhiều loại đèn, mình sẽ nói ở những cái chương sau và cách chúng ta sử dụng đèn cho hiệu quả. Yếu tố thứ hai để chúng ta có thể phân tích được ánh sáng, đó chính là hướng sáng. Hướng sáng nó sẽ được biểu hiện bằng những cái tia chiếu đến cơ thể của chúng ta, đến chủ thể của chúng ta. Hướng sáng nó sẽ ảnh hưởng như nào? Nếu mà nó chiếu vào cơ thể chúng ta, chiếu vào chủ thể, nó sẽ tạo ra bóng. Ánh sáng làm nổi cái phần sáng lên thì bóng nó cũng sẽ đem lại cái cảm giác 3D của chúng ta khi hiển thị trên một mặt phẳng. Như chúng ta đã biết, cái thế giới, cái không gian xung quanh của chúng ta, mắt người cảm nhận được nó là không gian về 3D. Thế nhưng mà nếu mà đặt trên một mặt phẳng thì cần phải phân tích được chỗ điểm sáng và chỗ bóng thì chúng ta mới cảm nhận được đấy là một cái khung cảnh 3D. Hướng sáng thì sẽ có các hướng sáng cơ bản như sau. Hướng sáng chiếu thẳng trực tiếp đến chủ thể. Đó, đây, ví dụ ở đây. Các bạn có thể xem trực tiếp trên minh họa này nhá. Mình sẽ coi đây là hướng sáng chính của mình. Khi mà mình quay mặt về hướng đèn đây, hướng sáng đi trực tiếp vào mặt mình, và sống mũi này sẽ rất là sáng, chỗ cằm sẽ tối. Ngoài ra, khi mình đứng gần ở đây, các bạn có thể thấy ở đằng sau này, cái lưng của mình còn sáng, đúng không ạ? Đấy là vì hướng sáng ở mặt trời chiếu đằng sau lưng mình. Khi mình quay nghiêng 45 độ này thì sống mũi và bên phải của mình, má ở đây của mình sáng này, và góc má của bên này của mình hơi tối. Hướng sáng và bóng tạo ra cảm giác về 3D, về vật thể. Như thế mà chúng ta biết tận dụng về hướng sáng thì chúng ta sẽ làm cho khuôn mặt thon gọn hơn, làm cho cảnh tượng điện ảnh hơn, cinematic hơn, kịch tính hơn. Còn nếu mà chúng ta muốn hình ảnh nó tươi rói và nó nhìn nó dễ chịu thì đương nhiên rồi là chúng ta sẽ cần cái ánh sáng lan tỏa quanh khuôn mặt hơn, tốt hơn.
Đấy là về hướng sáng. Hiện tại bài này mình chỉ nói sơ qua và tổng quan thôi nhá. Phần thứ 3 sau hướng sáng đó là cường độ ánh sáng. Cường độ ánh sáng thì dễ hiểu rồi, đúng không mọi người? Lại lấy ví dụ tiếp, đó chính là độ mạnh yếu của luồng ánh sáng khi đi vào chủ thể. Hiện tại ở đây này, mình đứng ở đây là luồng sáng, là cường độ sáng mạnh nhất rồi. Khi mà mình giảm đi à, tối đi, bật to lên này, sáng, thậm chí là hơi cháy cháy ở gò má, đúng không ạ? Đấy là cường độ ánh sáng. Cường độ ánh sáng của mặt trời thì sẽ thế nào? Cường độ ánh sáng của mặt trời thì như mọi người biết là bình minh thì nó sẽ hơi tối, giữa trưa thì nó mạnh nhất, và đến chiều chiều thì nó lại hơi tối đi, và đến tối thì đương nhiên là cường độ rất là yếu, là ánh sáng tự nhiên sẽ rất là yếu. Và thêm một chỉ số nữa về ánh sáng mà mình sẽ nói về cuối cùng đây, đó chính là 4 màu sắc ánh sáng. Lại nói về cái câu chuyện phân tích về mặt trời trong một ngày. Đó, hiện tại bây giờ là 5 giờ AM, 12 giờ AM, 12 giờ này, và lúc này là 18 giờ. Ok, và đây là mặt trời. Màu sắc của ánh sáng, nếu mà biểu thị cái đường đi của mặt trời ấy, nó sẽ như này. Và các bạn hãy nhớ, buổi sáng thì mặt trời nó sẽ có màu hơi xanh, xanh này. Lên đây, giữa trưa nó sẽ trắng, và chiều dạng đỏ này, đỏ xong tím xong rồi về xanh, đúng không ạ? Trong một ngày mặt trời nó sẽ có những màu này, nếu mà hôm nào mà ánh sáng mạnh, màu sắc của ánh sáng. Đấy là về mặt trời. Thế còn đèn thì sao? Đèn thì chúng ta cũng biết có loại đèn xanh, có loại đèn đỏ, có loại đèn hồng, đèn vàng, các loại đèn led tip ánh sáng khác nhau. Mình sẽ ví dụ ở đây với một chiếc đèn mà mình đang có. Đây, cái đèn vàng nhá. Mình đã lấy trực tiếp mặt mình. Đó, mình sẽ đang tăng nó lên. Các bạn có thể nhìn thấy nó chuyển màu chưa? Từ vàng sang trắng, và cảm giác là còn hơi xanh đây này. Đấy, bây giờ chuyển về vàng này. Đèn chuyển vàng này, sang trắng, và bây giờ đang hơi xanh này. Đấy, nếu các bạn nhìn kỹ là nó sẽ hơi xanh. Bây giờ từ trắng về vàng. Đấy, giống cái tầm nắng chiều chưa mọi người? Nếu mà chúng ta hiểu được cái ứng dụng về màu sắc ánh sáng này thì chúng ta có thể làm sử dụng những chiếc đèn này giả được rất nhiều cái hoạt cảnh ở trong một ngày, cũng như là set up cái bối cảnh nó đẹp. Việc đọc hiểu những cái thông số về ánh sáng này sẽ giúp cho mọi người phân tích cái khung cảnh đấy thì mình cần đứng ở đâu, ảnh như nào, hay là bố trí khung cảnh như nào để cho ra được một cái tác phẩm nhiếp ảnh nó tốt, hay là quay phim nó tốt. Đấy là toàn bộ những điều mình cần nói. Và mình sẽ ví dụ nho nhỏ nữa. Đấy là chúng ta dùng điện thoại, chúng ta quay phim đi. Đây là phần ví dụ về phần quay bằng điện thoại. Khi hiểu được những cái thông số cơ bản như này thì bây giờ là phần ví dụ. Ví dụ là khi mà mọi người thường xuyên sử dụng cái thiết bị để ghi hình, đấy chính là điện thoại, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phân tích theo 3 hướng sau. Thứ nhất là nguồn sáng. Ví dụ như bây giờ ở khung cảnh của mình thì mình sẽ không phụ thuộc vào hướng mặt trời nữa, mình sẽ kéo rèm lại. Ok, một phần mình kéo rèm lại này, cho bớt đi. Tiếp đến, mình bây giờ mình sẽ chỉ sử dụng một cái nguồn sáng duy nhất thôi, để mình có thể kiểm soát nó được rõ ràng hơn. Vậy thì nguồn sáng đây mình sẽ lựa chọn là nguồn sáng nhân tạo. Tiếp đến, cái hướng sáng của mình là hướng sáng chiếu trực tiếp vào mặt người như này. Thì nếu như cái camera này mà nó bị chiếu thẳng trực tiếp vào màn hình như này này thì nó sẽ rất là lóa, đúng không ạ? Nó cần phải được chiếu xuôi với lại khung cảnh. Và nếu để như này thì các bạn có thể thấy là cái mặt mình này, mình hơi nghiêng nghiêng người đi một chút này, thì mặt mình ở bên này nó vàng, và bên này nó không có ánh sáng thì nó sẽ hơi xanh.
Như thế thì nhìn nó sẽ kịch tính hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà bù lại, nếu mà mình để cho cái nguồn sáng này nó chiếu vào cái bảng thôi, thì khi mà mình đứng ra đây thì mình chiếu như này thì mình sẽ rất là nổi lên so với lại khung cảnh, đúng không ạ? Đấy, đây này, nếu mà như này thì mình sẽ rất là nổi so với khung cảnh. Nhưng còn chưa là gì, mình sử dụng cái ánh sáng này nó chiếu vào ven của mình một chút nữa, và mình đứng lên trên đây, đấy, thì mình sẽ nổi hẳn so với lại khung cảnh của đằng sau. Đấy, khi mà mình xoay đèn thì tức là mình đã thay đổi về cái hướng sáng và mình giữ nguyên cái cường độ ánh sáng. Màu sắc ở đây thì mình chọn là màu vàng để cho nó giả với lại ánh sáng trực tiếp của mặt trời vào một ngày mà trời nhiều nắng. Nhưng mà hôm nay thì trời đâu có nhiều nắng đâu. Thì hiểu được những cái yếu tố này thì mình có thể làm giả được các khung cảnh và ứng dụng nó trong việc tạo ra những cái hình ảnh nó sắc nét, nó đẹp hơn. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở bài học tiếp theo. Bye.